Bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình kể về cuộc sống chung của ba cặp đôi trong gia đình ông Toại. Ba nàng dâu trong phim lần lượt là Phương, Hà và Trâm Anh. Với ba tính cách khác biệt, họ tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa thú vị khiến khán giả phải suy ngẫm. Ngoài đời, cả ba nàng dâu của phim Gia đình mình vui bất thình lình đều là những mỹ nhân của làng giải trí Việt. Dâu út Trâm Anh do Khả Ngân thủ vai có tính cách thẳng thắn, quyết đoán. Trong phim cô luôn xuất hiện với trang phục sang chảnh, trẻ trung đúng với vai trò cô chủ tiệm áo cưới. Khán giả nhận thấy tạo hình nhân vật Trâm Anh có nhiều nét tương đồng với phong cách thời trang ngoài đời của Khả Ngân. Khả Ngân là diễn viên thế hệ 9X, cô khẳng định mình qua nhiều vai diễn, đặc biệt là Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp đài các, trong trẻo cùng phong cách thời trang nữ tính, ngọt ngào nên rất phù hợp với những vai tiểu thư, bánh bèo nhưng cá tính, độc lập. Lan Phương thủ vai Hà, cô con dâu thứ hai của phim. Hà có tính cách bộc trực, trẻ con, thích thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Trong phim, nhân vật của Lan Phương có tạo hình nữ tính, trải chuốt mang phong cách công sở. Ngoài đời Lan Phương đã là bà mẹ bỉm sữa với một cô con gái đáng yêu. Nữ diễn viên thường xuất hiện với phong cách quý cô thanh lịch, nữ tính và hiện đại. Trên thực tế, tạo hình của nhân vật Hà được nhận xét là khá sát với phong cách của Lan Phương ngoài đời. Nàng dâu cả của Gia đình mình vui bất thình lình là Phương. Cô có tính cách trầm ổn, dịu dàng, luôn nhẫn nhịn để vun vén hòa khí trong gia đình. Phương làm công việc buôn bán nhỏ nên tạo hình của cô khá xuề xòa, giản dị. Thủ vai Phương là nữ diễn viên Kiều Anh. Trong phim, nhân vật Phương có cách ăn mặc khác hoàn toàn so với phong cách đời thường của Kiều Anh. Ngoài đời, Kiều Anh là bà mẹ một con đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn cực kỳ gợi cảm, cuốn hút. Kiều Anh thường xuất hiện trước công chúng với phong cách quý phái, sang trọng và không kém phần gợi cảm. So về sắc vóc, nhiều người nhận xét nàng dâu cả nổi trội hơn so với hai đàn em còn lại. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.